cuộc đời lắm chuyện thị phi lắm sống sao mà vừa lòng người ta đi đến độ người ta nói là thánh nhân á cũng bị nữa huống chi là mình cho nên mình không có buồn thánh nhân là cái người đắc đạo rồi đó mà còn bị người ta thị phi nữa giống như là từ bi hai chữ từ bi phật còn lâm nạn huống chi là mình <laughs> Bây giờ, bây giờ thấy Phật còn lắm nạn không? Còn Trời người ta cũng chửi mắng Người ta cũng thị phi Cũng giấy đầy Mình nhầm nhò gì Mình là cái hạt cát thôi Con đường tu của mình là hạt cát So với một cái sa mạc Đức Phật Là cái vị gọi là hoàn toàn thanh tịnh Hoàn toàn trong sạch Ngài có ba cái đức tính là gì Tịnh đức, trí đức và bi đức Tịnh là gì biết không Là cái sự thanh tịnh ta tam nghiệp thân khẩu ý của đức phật là hoàn toàn thanh tịnh thanh tịnh ban ngày cũng như ban đêm giữa mọi người hay là nơi vắng người chỗ công cộng hay là nơi khuất lấp ngài đều thanh tịnh chứ không phải như mình ở trước mặt mọi người ra vẻ tu hành dữ lắm miệng thì nam mô dữ lắm bụng một bồ dâu găm thí dụ như vậy Cho nên mình Mình mới hiểu được cái ý này Phật Thánh nhân Cũng còn thị phi Mình không là cái gì hết Cho nên Cái cô này cũng mới Cảm thấy trong chùa nó như vậy Cổ mới viết lên cái đoạn như thế này nè Trước chùa mô Phật từ bi ra đằng sau bếp Thị phi dãy đầy Con không đi nữa thưa thầy Nó mà giận rồi đó <laughs> Về nhà đóng cửa từ rài yên tu Lên chùa con thấy lưu bu Dạ xin sám hối Nói như lòng mình Tức là cổ cũng biết Nói ra cái điều thật như thế này nè Cổ thấy cũng ngại lắm Nhưng mà cổ sám hối cổ nói Thì cái vị thầy này mới trả lời rằng là Này con Thầy thông cảm được tâm tình Tức là cái tâm tình của cô này Thầy cũng thông cảm Chùa là cửa Phật chúng sinh ra vào Sao cấp được nè. bây giờ có khi nào mình đóng cửa chùa là mình cấm người này mình cho người kia vào được không? vậy nó phải là chùa nữa. cửa chùa từ bi thì mở mở rộng. chùa cho bá tánh đồng bào chùa như bệnh viện chữa bao bệnh tình đó câu này hay. thật sự chùa là một cái bệnh bệnh viện đó chữa cái gì quý vị? chữa tâm bệnh. mình có trong con người mình nó có hai phần một là gì thân thân bệnh hai là gì tâm tâm bệnh mà thân mình bệnh thì mình vào bệnh viện nào bệnh viện đà nẵng <laughs> đúng không ai mà có thân bệnh ruột gan phèo phổi đau chỗ nào thì cứ vô bệnh viện đà nẵng giùm sư nhưng mà tâm bệnh thì phải vào đâu bào sen đó bệnh viện cái nghĩa chính thức của ngôi chùa là một cái bệnh viện mà trị cái gì? Tâm tâm bệnh. Hôm nay quý vị mới nhìn một cái hình ảnh như vậy để cho nó nó nhẹ nhàng. Thật sự đúng. Đúng nghĩa đi chùa là chúng ta vào chùa để trị cái gì nè? Phiền não trong tâm. Những cái khổ đau phiền muộn trong tâm. Đó là bệnh đó. Cho nên à, bữa nào mà thấy cái người nào tánh tình kỳ quái quá, mình nói bệnh rồi. Bệnh rồi mà bệnh nặng rồi Không có chấp nhất Nhớ <laughs> không nè Vô chùa mà còn hơn thua Còn này nọ Thị phi Thì mình nói làm sao Bệnh rồi Bệnh này bệnh nặng Cần phải cấp cứu Thì phải vào báo cho sư thầy trụ trì biết Sư thầy ơi Chúng sanh nó bệnh nặng lắm Bây giờ thầy qua uh, giải phẫu cấp cứu giùm đi chùa cho bá tánh đồng bào chùa như bệnh viện chữa bao bệnh tình chùa không huyên náo linh đình chuyện đời đa sự đã rinh vào chùa chùa không phải trốn hơn thua bởi lòng còn nặng tranh đua bước vào thật sự là chùa nó không phải là cái chốn hơn thua ở đây nhưng mà khổ hơn cái là cái chùa là cái nơi người ta trút bao nhiêu căn bệnh vô đây cái gì có nghe người ta nói một câu này không Đời đau khổ tràn đầy khóe mắt Ngàn đau thương xin trúc hết về chùa Cứ <laughs> khổ, cứ khổ lọ vào chùa Khổ lọ vào chùa thôi Cho nên đề nghị là là, 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 là. sư ở đây phải xây một cái kho chùa lớn à Cỡ những cái tổng kho mà lâm bình vậy nó Bự bự chút để mà chứa chứ Cứ mỗi người một cái bầu tâm sự Mỗi người một cái hoàn cảnh Mỗi người một cái nỗi khổ riêng riêng hết Không có ai giống ai đó. Trăm người là trăm thứ bệnh Trăm nỗi khổ Mà vào đây là cái trúc hết vô đây Mà cũng lạ lắm cái gì đó. Lúc sung sướng không thấy đi chùa chừng khổ đau cái ôm chân Phật à, Lại muốn chết rồi đó Cứu con Phật ơi Cứu con cho nên là quý vị phải, phải nhìn một cái hình ảnh là chùa là một cái bệnh viện chứ không biết bao nhiêu bệnh nhân vì vậy hôm nay mình vào đây xin lỗi quý vị mình cũng phải tự thấy mình là một bệnh bệnh nhân nhẹ hay nặng thôi phiền não nhiều hay ít thôi khổ đau nhiều hay ít thôi ai cũng khổ đau mới ngồi ở đây thì mình hiểu rằng là vào cái bệnh viện để chúng ta trị trị tâm bệnh mình có hai cái khổ một là khổ thân do cái bệnh của thân đúng không nè ai mà cái thân bệnh cũng khổ lắm nằm trong bệnh viện cũng khổ lắm rồi có cái khổ thứ hai là khổ khổ tâm tâm mình cũng có bệnh đó chứ không phải không có cho mình vào đây mình ngồi là xin lỗi quý vị quý vị nhìn qua nhìn lại đây chúng ta là bệnh nhân hết để gì chúng ta có cái thông cảm chấp nhận bao dung hiểu để thương để không còn chấp nhất mà mỗi người như vậy hết trơn ấy, thì quý vị thấy là cái bệnh viện này nó an vui dữ luôn một trong những cái bệnh viện mà chữa bệnh nhân lành nhiều nhất là cái chùa bào sen của chúng ta là cái hình ảnh là gì ở dưới bùng tèm lem hết trơn vậy đó mà thoát ra khỏi bùng sạch trong như hoa sen vậy đó. nhìn làm sao đó, là 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 là, 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 là dương mặt của chúng ta là như hoa sen vậy đó để tặng quý vị bài hát lại thấy gương mặt như hoa sen là con đường đi tu đây quý vị thấy được mà đến chùa cái mặt mà như hoa sen vậy đó giống như do chùa bồ sen thì gương mặt chúng ta phải như hoa sen đang nở quý vị thấy cái sen nở chưa nó gì nè sen búp thấy chưa nó gì nè là thấy sen rụng chưa đó, là mặt mình đó rụng nó buồn hiu rồi đó để tặng quý vị bài hát à, con đường đi tu đây có cái tin hành lang là phật tử chùa bào sen thích nghe sư hát lắm phải không có người báo vậy đó cho nên hôm nay đến đây xin được hát dài bài tặng quý vị sư đi giảng pháp ở đầu cũng phải nghe ngóng thứ nhất là để đáp ứng được cái tâm tư nguyện vọng của quý vị mà có tin hành lang báo trước thì chúng tôi biết sư ơi, ừ, phật tử chùa bào sen thích nghe sư hát lắm cho nên hôm nay sư xin được phép hát dài bài đã nghe nếu mà là nó có nhiều quá quý vị cũng quan hỷ cho nghe đó là cũng vui vẻ như qua xe rồi đó à, gương mặt cũng như qua xe bài hát đầu tiên xin được tặng quý vị là con đường đi tu đây được viết theo bài nhạc đời con đường xưa em đi quý vị cứ thử tưởng tượng là mình có hai con đường trước đây mình chưa tu là mình đi theo con đường đời con đường xưa em đi đó Bây giờ mình biết tu rồi mình vào chùa là mình đi theo con đường tu Thì chúng tôi xin được sửa lại là con đường đi tu đây Con đường đi tu đây Dù mưa gió bao bùng Nhưng lòng luôn hân hoan Đến chùa tâm an vui Pháp kinh cùng tiếng chuông Mặt nhìn như đó sen Con đường xưa gian nan Nhiều đau khổ nhọc nhằn Giá tràng xe biến đông neo đào nay ta đi Sáng trong hành phục thầy dạo chùa không muốn ra tu đi để sống an vui cùng sống yên lành trọn đời ta phát nguyện nam mô ta cứ nam mô Gieo rắc chàng hòa Cuộc đời vui làm sao tụ đi Để bớt điêu linh Để hết u sầu Mà lòng không à náo phiền Tâm ta dài thoát an nhiên Như ánh trăng rằm Quyền vào trong trời đất Xin mọi người tu đi Đường tu sẽ đưa mình Đến bờ chân lý vui Đó là tâm an nhiên Ở trong mình chân xa Tuyệt trần ôi thiệt tha tụ đi để sống an vui cùng sống yên lành trọn đời ta phát nguyện nam mô ta cứ nam mô gieo rắc chan hòa cuộc đời vui làm sao tụ đi để bớt điêu linh Để hết ưu sầu Mà lòng không à náo phiền Tâm ta Giải thoát an nhiên Như ánh trăng rầm Quyền vào trong trời đất Xin mọi người tu đi Đường tu sẽ đưa mình đến bờ chân lý vui đó là tâm an nhiên ở trong mình chân xa tuyệt trần ôi thiết tha cái bài hát này bình thường chúng tôi hát á nhiều chùa khác á chúng tôi cũng không có tâm đắc nhiều mà sau này hát ở chùa bầu sen tâm đắc quá biết tại sao không nó có cái chữ hoa sen à, nó có cái chữ hoa sen như hai nữa khán giả ở đây phật tử ở đây họ thích nữa cho nên tạo chúng tôi nhiều cái cảm xúc lắm ừ. quan trọng nhất là cái mặt nhìn như đó sen vậy đó quý vị biết cái đó sen nó tượng trưng cho cái gì nè tinh khiết thanh bạch đẹp đẽ không lắm một chút gì bùng hết hôm nay chúng tôi cũng muốn những cái gương mặt của chúng ta ở đây không có chút gì muộn phiền hết vào trong chùa bào sen là bỏ hết mấy cái muộn phiền ở ngoài đi bỏ ba cái rác rưỡi á, những cái mà hiền não khổ đau mà xem giống như rác rồi đó bỏ ngoài cổng đi mình vào đây để mà mình hưởng được những cái hương hoa à, màu sắc đẹp đẽ của một cái hoa hoa sen mình đến chùa bào sen mà không hưởng được cái này thì uổng lắm uổng lắm cố gắng chánh niệm tỉnh giác giữ làm sao cho dù cái bà đi phía trước bà có đạp chân mình bà đi phía sau bà có thúc mình đi nữa thì cũng quay qua nam mô ta cứ nam mô trong các bạn hát nó có một câu đó là Đụng chuyện gì mình cứ nam mô ta cứ nam mô cái chữ nam mô của mình là để gieo rắc cái sự trang hòa gieo rắc cái sự gọi là là, là, là an lạc gieo rắc cái niềm vui chứ không có nỗi buồn Vậy rồi chúng tôi có nghe một cái sự việc có cô Phật tử có đi chùa mà có bị người này người kia mắng xối xả, sân si dữ lắm. Nhưng mà rồi cổ cũng nhắm mắt lại, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. À, Nam Mô không giận, không giận, ta bà ha, Cô niệm vậy cho nó khỏe. <laughs> có gì niệm câu chú này cho nó yên. Ai mà gây cho mình phiền não sân si á, hay gì mình phùng mang trợn má lại cự lại xối xả cô sân được tôi cũng sân được vậy cô mắng nhiếc tôi tôi cũng mắng nhiếc được vậy cô hơn thua tôi tôi cũng hơn thua với cô vậy cô có miệng tôi cũng có miệng vậy không phải người tu không phải như vậy cái người tu chúng ta phải khác hơn người không tu ở cái chỗ là gì ở cái chỗ là người ta tốt với mình mình tốt lại là chuyện bình thường người ta không tốt với mình, mình vẫn tốt với người ta, đó mới là người tu. Người ta nói những lời ái ngữ với mình, mình nói những lời ái ngữ lại thì chuyện quá bình thường, đúng không nè. Mà người ta nói lời độc ác, sân si, chửi mình, trách móc mình, mắng nhiếc mình, nhưng mà mình vẫn nói lời ái ngữ lại thì đó mới là cái người tu. Nhiều người này họ quan niệm ngược lại một chút. Họ nói con á, thì gặp Phật con tu Gặp quỷ con trừ xưa Vô chùa mà ai mà mà, mà mà tu thì con tu với họ Nhưng mà ai mà giữ con phải giữ hơn họ mới được Thì như vậy thì cái chuyện bình thường Không có gì đáng nói Cái điều đáng nói là gì Cái điều đáng nói là Người ta tốt với mình Mình tốt lại là chuyện bình thường Mà cái điều đáng nói là người ta không tốt với mình Mình vẫn tốt với người ta Đó mới là người tốt người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu họ không tu thì họ không thấy cho nên họ sân si họ không có hiểu thông nhìn thấu cho nên họ sân si dữ lắm thì mình bây giờ mình là người có tu mình phải hiểu thông nhìn thấu mới thấy được cái mà họ không thấy cho nên người mà chúng tôi nghe trong cái phim tạo nó hay gầy dựng một cái cái, cái 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 tinh thần là là là, là quân tử đó. nghĩa là gì à, có thù không trả không quân tử quân tử trả thù mười năm chưa muộn thù cha thù mẹ bất cộng đáy thiên dân dân là dân dân nhưng mà theo chúng tôi là 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 là, là à, có thù mà trả thì bình thường mà có thù mà không trả đó mới là anh hùng Hiểu không nè <laughs> anh hùng ở đây uh, 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 phim nó tạo ra nó hay nói có thù phải trả mới anh hùng mới là quân tử sự thấy cho quốc à quốc có thù mà trả là chuyện bình thường lắm không phải anh hùng có thù mà không trả đó mới là anh hùng đó thì người tu chúng ta phải như vậy Gặp Phật mà tu thì chuyện bình thường quá rồi Nhưng gặp Phật không tu làm gì Không để săn tay áo lên hơn thua với Phật à <laughs> Có ai vậy không Mà hơn thua đâu có được Phật đâu có hơn thua với mình Đến chùa mà còn hân thua Phật đâu hơn thua với mình Gặp quỷ á Mình tu được á Mới là cái điều đáng khen đáng nói Người kia tức giận nói ồn ào Không lẽ ta đây cũng thế sao Họ đã cọc cần thêm ta nữa. Thành ra ta họ giống như nhau. Có khác gì không? Không. Họ đã không tu rồi, mình có tu phải khác hơn họ một chút. Đằng này mình cũng không tu luồn. Họ đã bùng rồi, thì mình phải làm sao? Biến thành thành sen. Như vậy mới gọi là người đi chùa bầu sen chứ Mới tù chứ rồi vô đây ngồi mà bầu sen Mà không thấy sen đâu thấy bùng không rồi. Khi chưa tu thì bùng vẫn là bùng Đồng ý Nhưng mà tu rồi thì Sao nè Thì biết trong bùng có gì Có sen trời ơi, hay quá đó Chưa tu thì buồn vẫn là Buồn Tu rồi thì biết nỗi buồn từ đâu Từ tâm mình Ráng tu cái tâm mình thì nó hết nỗi buồn cái tâm mình nó ghê lắm cái gì phải không tâm như ông chủ trong nhà vậy tâm như ông tướng chiến hòa do ông mà tâm như ông chủ vẽ hoa vậy đó tâm còn làm phật tâm còn làm ma đó nè tâm như ông chủ vẽ hoa vậy đó tâm còn làm phật làm tà do ông thân còn cách núi ngăn xong cái thân mình đó, nó còn cách núi ngăn xong tâm vô tâm thông vũ trụ như dòng sông xanh như dòng mây xanh thân còn lên thác xuống gành tâm vô quái ngại mênh mông vô cùng thân như một đó phù dung sáng ra khoe sắc chiều trong não nùng thân tâm một kiếp sống chung thân về tứ đại tâm không theo cùng cho nên cái tâm này nó quan trọng dữ lắm mình tu là tu cái gì tu cái tâm cái thân này á, Là do tâm nó điều khiển Mình tu cái tâm này tự nhiên cái thân mình nó đẹp Bởi vì thấy cái người mà họ tu cái tâm họ hiền hòa Thì cái thân họ sáng vậy lắm Cái tâm họ không có phiền não Thì nhìn cái cái thân họ như qua sen vậy đó còn mình mà mà cái tâm mình chưa tu thì cứ nhìn cái mặt gì đâu mà nhìn thấy sân si trong đó không phiền muộn dính bùng trèm lem mình có cái dở nghe mình tu thân thì dễ mà tu tâm thì khó Tại sao chúng tôi nói vậy Nhiều khi mình cái mặt mình dính lọ nghẹ Người ta nói cái mặt cô dính lọ nghẹ kìa Đâu, đâu, đâu? Mình cảm ơn người ta sao mình đi chùi liền Mình vừa nói ai nhắc mình cái mặt dính lọ nghẹ kìa Là mình lọt đặt mình đi chùi cái cái lọ nghẹ liền nhưng mà nhiều khi có người nhắc ở tâm cô chưa tu kìa còn sân si kìa là mình sân si dưới nữa không lo đi chùi cái tâm nó lạ vậy. rồi lại mình, mình, giận hơn người ta nữa. cái người nhắc mình mình giận hơn người ta nữa. tại vì mình chưa hiểu thông nhìn thấu thì cái tâm nó dơ giống như cái mặt mình nó dơ thôi cái tâm mà mà tham sân si thì y chang như cái mặt mình dính lọ nhẹ thôi à. nhưng mà không hiểu tại sao người ta nhắc cái, cái mặt mình dính lọ nhẹ cái mình lật đật mình đi soi gương mình chùi liền chùi liền mình chùi xong mình hỏi còn hôn còn hôn nó chùi nữa chùi nữa là cảm ơn cái người nhắc mình thì hôm nay chúng tôi muốn cái gì tu cái tâm nó y chang như là mình 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 mình, mình, mình tu cái mặt mình. mình muốn cho cái cái tâm mình nó sạch như cái mặt mình thì phải thường xuyên lau lau chùi nghe tiếp thầy thông cảm được tâm tình chùa là cửa phật chúng sinh ra vào chùa cho bá tánh đồng bào chùa như bệnh viện chữa bao bệnh tình Ở hôm nay chúng tôi muốn cái gì nhìn cái ngôi chùa nó như bệnh viện đó. vào chùa là gặp bệnh nhân không <laughs> bệnh rồi mà không chấp nhất với người bệnh nha à, họ uh, sân si thì mình biết là bệnh và bệnh nặng bệnh này giống dạng như ung thư thời kỳ cuối rồi đó. <laughs> nó di căn rồi quý vị biết không không có chỗ được Chỗ hoài mà nóng hết sân si tối ngày sáng đêm mà nó nhắc <laughs> hoài mà cũng vậy nó dạng di căn nó ăn vô tỷ vô máu rồi cái này chỉ có nước chờ ngày uh, vô hòm thôi chứ không có cách đâu <laughs> bệnh nặng bệnh nặng lắm đến chết luôn mang theo luôn cái bệnh nó không bỏ được ừ. chùa không nguyên náo linh đình chùa chuyện đời đa sự đã rinh vào chùa chùa không phải trốn hơn thua bởi lòng còn nặng tranh đua bước vào chúng ta phải hiểu có nhiều người họ vào chùa nhưng mà cái lòng họ còn nặng hơn thua lắm vì vậy chúng tôi hay khuyên là đến chùa biết bỏ thiệt hơn đi bớt hơn thua đi chốn này còn hơn thua nữa Đến chùa biết bỏ thiệt hơn Đến chùa học hạnh Thương không giận hờn Hai câu này sâu lắm Nếu quý vị, quý vị mà về ngày nghiền ngẫm nó, nó sâu vậy luôn Đến chùa còn hơn thua gì Mà đã vào đây mà còn bon chen là không được Cái tâm mà cái người mà còn hơn thua Vào đây nghe tiếng chuông Nghe tiếng bon rồi Ở dưới nhà bếp chén bát nồi niêu son chảo Chen 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 với nhau là thành bon chen bon chen cái người mà có tu vào đây nghe cái tiếng chuông nó không nghe cái bon đâu mà nghe chữ bu nghe tiếng mở cái bỏ buông bỏ trời nó nhẹ không còn mà xuống bếp coi ụm sùm ở dưới bon chen bon chen trời ơi nó nặng nề mà nó mệt dữ lắm Thấy không nè nếu mà biết tu vào chùa mình tu như là mình thành sen rồi thì mình nghe chữ chuông nó nhẹ dữ lắm chúng tôi nhắc hoài à mình vào chùa để mình nghe mỏ nghe chuông để mà mình tập cái tâm buông và bỏ cố gắng giùm tôi mỗi lần mà nghe tiếng chuông là nghĩ liền cái chữ buông mà nó dài đó nó nhẹ nghe tiếng mở cái niệm giùm chúng tôi chữ bỏ cho nó nhẹ mà còn hơn thua là nghe tiếng chuông là thành tiếng bon à rồi dưới giờ bếp ồn ào ở dưới à. chén bát nồi niêu son chảo nó chen cái nhau gặp đung nhau chen chen á xuống dưới mà tranh giành đi À, ra đằng sau bếp thị vi dãy đầy với vòng à, chèn để hiểu cái từ bà buông bỏ này tặng quý vị bài hát à, vào chùa nghe mỏ nghe chuông chùa. chùa là bệnh viện mà đến đây mình chữa bệnh chứ đến đây mình đã bệnh rồi còn hơn thua nhau nữa có gì thấy mà, trong bệnh viện mà bệnh nhân này nằm thở oxy rồi mà còn ngáp 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 rồi, cải lộn với cái bệnh nhân bên kia không giận <laughs> hồi rút oxy ra gây lộn luôn á có không không có vô đóng nằm sủi lơ hết rồi vô bệnh viện thì nhất là cái khoa cấp cứu á thở còn không nổi rồi sao gây lộn Đúng không nè mình tới mỹ là mình bệnh nặng rồi mình thuộc dạng nan y rồi đó là bệnh là thời kỳ cuối rồi đó à, vô đây không có hơn thua nữa đã vô cái chùa là một cái bệnh viện Chỉ bệnh mà sắp chết hết trơn rồi mà còn hơn thua hơn thua à, không được hãy hiểu như vậy để mà mình, mình vô đây mình lo mình đâu mình vô chùa bào sen phải thành sen hết chứ không có thành bùng được bùng thì muốn làm bùng người ra ngoài cổng chùa Bởi chùa uh, thanh Đô bước vào thế nhưng chùa vẫn đón chào chùa nó khổ chỗ đó, đó. <laughs> thành phần nào cũng phải đón chào hết bệnh nặng bệnh nhẹ vô đây hết cái đâu có chùa đâu có quyền mà mà, mà 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 lựa người này người kia vô đúng không Cái đâu cửa chùa mở rộng mà chúng sanh bá tánh ai cũng có thể vào được giống như bệnh viện vậy đó bệnh nào cũng phải đón chào hết Thế nhưng chùa vẫn đón chào Vì mong nhân thế ngày nào đổi thay Thấy thương chùa không? Không tin xuống hỏi ni sư đi biết Mong cho chúng sinh nó thay đổi Sửa đổi cái tính tình của mình Từ ganh tị hơn thua Bon chen Thay đổi bớt đi Đi tu là thay đổi mà Sửa là gì là thay đổi Vô đây mà không thay đổi là được Con người sống giữa trần gian đó Buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều Hỏi đời sống được bao nhiêu Ngắn lắm Mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay Thôi thì ta tự đổi thai Đó Hôm nay chúng tôi muốn cái gì là phải Ngộ được cái đó mình tự thai, đổi thai Giữ tâm chánh niệm đừng lai động lòng Từ bi buông bỏ là xong Thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng vô đây mà không từ bi buông bỏ mà còn sân si chấp nhất nữa bệnh nó nặng thêm bệnh nặng thêm và cái chốn này rồi nghe quý vị bên trong bệnh viện mà vô đó mà không lo chữa trị cho nó hết bệnh nên lòng vòng hồi nó nhiễm thêm tại vì trong trong bệnh viện là có ổ bệnh mà virus không trong đó đó vừa rồi quý vị thấy cô, cô covid đó, vô trong bệnh viện đi biết nó lây cho mà coi là cái nơi chữa bệnh mà thành ra cái nơi lây bệnh đó có nghe không mình vào đây là mình sân si được ghê lắm nhiều khi còn sân si ở ngoài nữa đó, đó nếu mình đã không biết không lo chữa trị thì cái tâm mình nó còn ngoan cố nó còn chấp nhất còn dữ nữa trước đây thì mình ở ngoài là mình đã bon chen hơn thua rồi vào chùa cái thân được vị trụ trì cái trò cái ngã lên còn dữ nữa bắt đầu cái lạm quyên à nhất trụ trì nhì nhà bếp đồ thấy ghê không dưới <laughs> ông trụ trì thôi à dưới cái việc trụ trì đó rồi mình muốn là, là, là hơn hết vậy đó. mình là nhì chứ không có ai nhì. mình là nhì sao trụ trì rồi không có ai có, có, có thể là hơn mình nữa vậy nó bệnh còn nặng hơn nữa nhưng mà khổ nổi là vì sao bị trụ trì là cỡ nào thì cũng đón chào hết trong chùa hết vì mong nhân thế ngày nào đổi thai qua sen mọc giữa bàn tay hay là nở giữa bùng lầy bẩn nhơ đó qua thành rác chỉ vài giờ nghe cái gì thấy hoa sen nó đẹp vậy đó Mà nó thoát ra Nó, nó, nó xanh ra trong bùn lớn ra trong bùn Nhưng mà hoa sen là một trong những cái hoa Mà nó mau rụng nhất Mau rụng nhất Hoa kia sớm nở chiều tàn đó Sớm nó nở chiều tàn là hoa sen cái gì thử chân thì biết Mới chân buổi sáng cái bữa Chiều nó rụi rồi qua thành rác chỉ vài giờ Mà rác thành hoa phải đợi chờ chuyển lưu à. Quý vị thấy để mà một cái cái bào phía trước này quý vị ra chờ một cái 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 cái, bùng đó mà nó trở cho một cái bông hoa sen lâu lắm nhưng mà ông tin tôi cắt cái hoa sen cho chân cái dài giờ ngồi sau là nó thành rác rồi nó rụng thành rác rồi nghịch duyên tu được là tu đó là chúng tôi muốn cái gì là cái người tu mình đó là nghịch duyên tu được mới là tu nha chứ còn thượng duyên mình tu thì chuyện nó bình thường cái người mà tu trong cái hoàn cảnh nghịch duyên mới là đáng khen chứ tối ngày mình có mong mình được thượng duyên thượng duyên không để mà tu hành thì cái chuyện đó là không không đúng giống như ở thời chiến tranh á anh hùng mới là cái người đáng khen còn thời bình mà mặc áo giáp đeo gươm đứng trong thành hòa bình không có tên giặc nào hết tự xưng mình anh hùng có đúng anh hùng không cái thứ đó đó nghe mà gặp giặc tới nó chạy suốt á à. <laughs> cái dòng đó mà cứ, 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 cứ tu miệng mà mở miệng ra là anh hùng à, thời bình thấy chung quanh không có giặc vậy hết trơn à, phải lắm đeo gươm mặc giáp đầu vô đi tới đi lui nghe à, tự xưng là đại tướng anh hùng được không à mà giặt kéo tới cái chạy đầu tiên á giống dạng như là hàng ngày quét rác trong tâm á tưởng rằng rác sạch âm thầm mừng vui Rồi bất ngờ một cơn gió đến thôi ôi thôi rác cũng tơi bời như xưa sân si y chang vậy <laughs> nhiều khi nhìn thấy mặt áo lam hiền vậy đó nghe Rồi miệng thì cái Ai di đà phật Ai di đà phật tưởng hiền lắm đến chừng mà có ai mà gây cho phiền não mới coi trời ơi tam bành lục tặc nó nổi lên <laughs> bồ đề gai chứ không phải là bồ đề giác ngộ đâu nghe lúc đó nó nổi bồ đề gai lên trong nhà phật nó có cái từ là mình tu để mà mình nổi cái tâm bồ đề lên cái tâm bồ đề là tâm gì tâm giác ngộ cái tâm không có sân si tâm không có phiền não và tâm bồ đề mình tu làm sao cũng nổi tâm bồ đề vậy mà bồ đề gì biết không bồ đề gai biết bồ đề cái cây bồ đề nó có, có hai loại cây nghe nó có cái cây bồ đề gai đó cái cây, 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 cây bá đậu vậy đó gai không à mà nó cũng na la na ná cây bồ đề đó nhìn dễ lầm lắm nó mặc áo lam hiền vậy nè đụng vô đi thì biết con là ai đó con là một đứa con lai nửa lai đức phật mà nửa lai ta bà con là một trái me già Nửa kia còn lại thì là chôm chôm Già rồi mà chưa chịu tu còn gai gốc không Mở miệng ra là gai gốc không Chôm chôm á Cuộc đời con thích ôm đờm 28 ngày mặn hai hôm muối mè Bữa thì mặc áo qua què nha Đến ngày dế bụt cái ấp e lam hiền Dễ chết lắm á Nửa mê cái cảnh chùa chiền Nửa mê đi shop Mê tiền là mê yêu nữa con là thập cẩm đủ điều đó Nửa thương Đức Phật Mà nửa thương nhiều người ta nữa làm sao tu <laughs> Nghịch duyên tu được là tu nghe Câu này hay nè Đừng mong dạng sự giống như lòng mình Không mong được đời bằng phẳng cả Chỉ mong mình đủ sức để vượt qua Cái người tu họ không, không có mong cái thượng cảnh mà họ mong cái tâm của họ đó Lúc nào cũng tu hết Thượng cảnh cũng tu mà nghịch cảnh cũng tu Thượng duyên cũng tu mà nghịch duyên cũng tu Chứ mình đừng có giảng ơi Trời ơi con đi tu mà sao mà nó có Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Sao con đi tu mà con gặp nghiệp không vậy Vậy thì người này nó phải tu đâu Cái người tu rồi thì không có sợ Thượng hay nghịch mình ra đường thì chắc chắn là có những con đường láng trơn Có những con đường ổ gà khó đi Mà quan trọng nhất là mình vững tay lái để vượt Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả Thì anh hùng hào kiệt có hơn ai Nếu mà toàn là thượng viên hết trơn Thì người tu đâu có quan trọng nữa Ai cũng tu được hết Nhưng mà nghịch viên tu được mới là tu Đừng mong dạng sự giống như lòng mình Tâm bình thì cảnh sẽ bình tu là chấp nhận tâm tình thế gian đi chùa nên biết tự an đó chứ không phải là đức phật an cho mình đâu nghe mình đi chùa mình phải biết tự mình mình ăn cho mình chứ mình cứ lâu lâu thầy ơi thầy thầy có pháp nào cho con được bình an không trời ơi ông thầy cũng trả lời em cũng lộn xộn trong lòng em tùm lum đây nữa mạnh ai thấy lo tự ăn đi đường sinh tử thì ông anh ấy giữ đi phải không lo mà tự an Phật chỉ là bậc đạo sư thôi Nếu mà Phật an được cho quý vị nghe Sư xin quý vị không cần đến đây nghe gì cho nó mệt Ở nhà ăn no kê gói cao đầu ngủ cho thẳng đi Phật đến Phật an cho mình Mà không được Phật nói như lai chỉ là bậc đạo sư Các con hãy tự mà tu lấy Hãy tự nương tựa vào chính mình để mà tu Đừng có dựa dẫm vào ai hết Bởi vì dựa vào cây cây sẽ đổ nha dựa vào núi núi sẽ mòn dựa vào sông sông sẽ chảy mà dựa vào người người cũng đi muốn an vui dựa vào pháp muốn tồn tại dựa vào chính mình hãy tự thắp đuốc lên mà đi hãy tự mà tu lấy hay cho chàng vỗ tay sẵn cái ý này tặng quý vị bài hát đó con đến chùa Bài này được viết theo cái uh, bài nhạc đời là Áo em chưa mặc một lần Biết cái bài đó không? Bolero à nghe Áo em chưa mặc một lần á Là tôi với người đó Tha thiết gì? nguyễn gì? Yêu nhau đó Yêu đi Hứa yêu nhau đến chết luôn á mà chưa chết là hết yêu rồi đó nó vậy đó còn bây giờ là quý vị biết không mình nghe cái bài này để mà mình nó ngược lại chút con đến chùa không phải là tu với người tu với người ta với mọi người là bắt đầu có chuyện dữ lắm bây giờ mình đến chùa làm gì nè đó con đến chùa tha thiết nguyện tu cho bớt sầu đau mong anh đã nhiệm màu cùng à soi sáng tâm con còn lưu luyến xin à đức từ Quang ban lành à, cho đời hân quang, tâm à, vốn lành. Nhưng bởi vì tham danh, sai đắm à, mong mơ, tâm ao à, vương à, niệm muộn à phiền đừng quán trách thêm chi điều quán trai, duyên kiếp nào mang phải đâu đồ lối cho đời từ đây nên sống về nguồn vòng tâm sao lắm muộn phiền tu tâm xó so nhỏ đau thương tình tâm lòng không tiếc núi xa rồi u phiền năm xưa còn vẫn ngồi nghe pháp từ gian xa tâm vẫn bình tâm trần ly rồi lòng trần từ bi quang sanh linh còn đau khổ dư dưng á, niềm tin pháp lưu vòng đến muôn người từ bi quang sanh linh con đau khổ dư dưng niềm tin pháp lưu vòng đến muôn người chúng tôi rất thích hai câu cuối nghĩa là từ bi quán tất cả tâm mình nhập vào cho tâm từ bi quán á thì mình nhìn chúng sanh ai cũng khổ hết á thắng thêm nuôi dưỡng hận thù khổ đau kẻ bại nghìn thu nhớ hoài vui hòa chung sống hôm nay lợi danh từ bỏ vượt ngoài hơn thua vào đây mà mình còn hơn thua nữa thì nó, 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 nó dở lắm mà thắng thì quý vị thấy sao thêm nuôi dưỡng hận thù thôi bạn muốn thắng cho bạn thắng đó bạn cũng đâu có hạnh phúc gì đâu mà khổ đau kẻ bại thì sao ngàn thu nhớ hoài cái người họ thất bại á họ thu mình họ cũng mang cái nỗi niềm chi bằng vui hòa chung sống hôm nay lợi danh từ bỏ hơn thua từ bỏ vượt mày hơn thua không có dính mặt mình đừng có tưởng cái người thắng là ngon nghe nó chỉ nuôi dưỡng thêm hận thù thôi tạo thêm ác nghiệp thôi trước đây mình ra đường mình thấy một người mạnh ăn hiếp một người yếu á tự dưng cái mình thương cái người yếu mình ghét cái người mạnh à. hôm nay mình dùng lòng từ bi mình quá hai cái người này người nào cũng khổ hết trơn cái người yếu là khổ mình thấy rõ rồi đang trả nghiệp mà vì kiếp trước họ vô minh họ dụng đường tu họ tạo nhiều nghiệp ác và kiếp này họ đang gặt gì gặt quả trước đây cũng sưng hùng sưng bá cũng hài hiếp chà đạp người khác thì bây giờ bị cái quả là gì người ta chà đạp lại thôi thương họ vì họ không biết tu cho nên họ giờ họ khổ còn quay qua cái ông mạnh á trước đây mình ghét bây giờ mình thương luôn ờ có sức không biết lo là làm điều chính điều tạo điều thiện đi gây ác đi rồi sẽ thấy cảnh cái ông làm mạnh đó ông ông hà hiếp người ta ông tạo ác nghiệp cái gì thấy ông thoát khỏi không quả báo không không đến chừng mà quả trổ ra rồi thì mới thấy thê lương lúc đó là khóc như mưa rồi ngồi đó mà trách móc tại sao tôi khổ thế này thế nọ Là vì trước đây ông gây nhấn Cái hình ảnh mà quý vị thấy một cái tên cướp giật đó. Trước đó 5 phút đó nghe Nó hung dữ lắm Giật đồ người ta mà cho người ta gây đến nguy hiểm cho người ta Có thể là là, là tật nguyền, té xe tật nguyền Có thể mất mạng đó. Nó ác vậy đó nó chuẩn bị công an bắt rồi đánh đập cho cái mặt tèm lem tép lúc lại ngồi cú rủ đó cái còng tay thấy thương nó trời ơi, tội nghiệp nó quá. Mà đâu biết rằng là trước 5 phút nó gây nó gây cái nhân ác đâu. phải không nè? Mình nhìn một cái tên tội phạm mà bị công an bắt á vì thấy thảm thương lắm. Nhưng mà quý vị cứ ngược dòng chút xíu đi, trước đó chừng 15 phút đi. Trời ơi nó là kẻ giật đồ. Kẻ làm hại người khác. Mà nó hung dữ lắm mình mà mà, mà chống trả nó là nó, 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 nó có thể là, là cướp đi mạng sống của mình luôn có thể như vậy đó thấy ớn không nhưng mà sau 5 phút cái nó ngồi nó, 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 nó như còn búng vậy đó nó ngồi nó, nó bị còng tay rồi mặt mài bầm dập tôi thấy trời ơi tội đó là rõ ràng như vậy cho nên mình dùng cái từ bi quán để mà mình thấy được sanh linh còn nhiều cái đau khổ lắm cái người mạnh ăn khiếp người yếu cũng khổ mà cái người yếu đã khổ rồi phải biết tu biết tạo nghiệp cho nên bây giờ đánh quả mới khổ từ bi quán sanh linh còn đau khổ giữ vững niềm tin pháp lưu vọng đến muôn người quý vị đến chùa mà có gặp những cái chuyện thị phi này nọ buồn phiền thì thôi chuyện đó là chuyện nghiệp chúng sinh cũng khổ lắm nó sân si nó hơn rồi cũng khổ lắm tạo nghiệp mà vì họ vô minh họ tạo nghiệp mình thương họ mình dùng cái lòng từ bi quán giữ vững niềm tin để mà pháp lưu vọng đến muôn người Chứ không phải con không đi nữa thưa thầy Về nhà đóng cửa từ rày yên tu là trật lắc Đừng vì một cơn mưa mà trách đời tàn nhẫn Đừng vì lúc căm phẫn đổ lỗi người vô ơn Đừng vì chút giỏi hờn che tay người tri kỷ Đừng vì không quan hỷ lại quán trời buồn hiu Đừng vì gió trở chiều giận mùa không nắng ấm Đừng vì lòng quốc hận Ghét kiếp người đắng cay Đừng vì lúc đang sai Cho đất trời cuồng loạn Đừng vì trong chập chọn Nhìn biển quá thành sông Đừng vì một đêm đông Trách năm dài buốt lạnh Đừng vì ta cô quạnh Rằng ai cũng sầu bi Vỗ tay Sống nhân từ thì cuộc đời sẽ nhẹ nhõm, nhẹ nhõm Tâm hiền lành không thấp thỏm lo âu Lòng từ bi chính là pháp nhiệm màu Luôn soi sáng tận đái sầu tầm lý Vỗ tay nữa Có nhiệm vụ à Vỗ tay mà có quên hoài à Quý vị biết chúng tôi lên đây chúng tôi tiếng Pháp chúng tôi phải nhớ nhiều lắm Không nhớ nhiều quên hết trơn sao nói Mà cái tình trạng này tình trạng gì biết không Hậu Covid nhiễm rồi omicron nhiễm rồi trời bây giờ nó quên dữ lắm á à. quên dữ lắm cho nên bây giờ lên đây phải để một sắp giấy về mà nó còn lộn xộn nữa đó quên tới quên lui, nhiễm covid rồi nó quên dữ lắm mà chích bốn mũi nữa rồi còn màu quên dữ nữa <laughs> quý vị thấy nãy giờ có cái nhiệm vụ vỗ tay mà quên lên quên xuống mình nhắc hoài đó Như vậy thì hôm nay chúng tôi giảng cái bài giảng gì nè Thật nghĩa đi Đi chùa nhớ không Hay nhắc nữa Có bốn chữ thôi Thật nghĩa đi chùa đúng rồi Mình đến chùa để mình, mình, làm gì Mình tu Đến chùa Con đến chùa tha thiết nguyện lo gì Là tu Chứ không phải con với người tha thiết nguyện yêu nhau là khổ dữ nữa. đi chùa nên biết tự an ở chúng tôi muốn cái gì đó tự mỗi người an chứ không có trách thầy không an cho mình nữa là này nọ vân vân đi chùa phải biết tự an đi chùa hãy học đạo vàng như là mình đến đây mình gặp đức phật mà đức phật có một cái đạo vàng nên mình không học qua sen à không chịu học theo qua sen học theo qua bông bụp mặt lúc nào cũng chầm dầm giống như qua bông bụp vậy đó xấu quá còn hoa sen đẹp không à, không chịu học lúc nào cũng mới tươi cười như hoa sen à, cái bài hát đầu tiên chúng tôi thích đó là, là mặt nhìn như đó sen vậy đó chứ nhìn như có qua bông bụp thì sao có gì thấy thế thì sao trời ơi nó mọc bên đường không à ai làm chi đó mặc ai mỗi người mỗi tật quan hài mà chi a di đà phật mỗi người mỗi tật Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát Mỗi người mỗi khác Đâu có giống nhau được <laughs> Niệm theo chúng tôi hai câu này cho nó khỏe đi Nam Mô A Di Đà Phật Đọc theo Nam Mô A Di Đà Phật Mỗi người mỗi tật Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát Mỗi người mỗi khác cho nó khỏe đó là mấy 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 là mình niệm vậy mà nó chưa thấm á nghe mình niệm thêm câu thần chú nữa Cái thần chú gì không muốn học không chúng tôi dạy muốn học không muốn không muốn vỗ tay cái này niệm theo chúng tôi đi liền nha mắc kê no, mắc kê no, lớn lên mắc kê no, biết nghĩa gì không mặc kệ nó niệm tiếp kê cha nô lớn lên kê cha nô kê cha. biết nghĩa gì không kệ cha nó mình mà thì... nó sân si thì kệ nó vào chùa mà nó còn sân si thì kệ nó mặc kệ nó không có mắc mới tới mình nó tự nhiên mình bị nhìn theo cái mình sân si luôn thấy không mình dính bùng luôn bây giờ nó vô đây nó làm bùng chứ không chịu làm sen vô đây nó không chịu hưởng hoa mà nó đòi hưởng rác không à Nhớ nghe niệm lại, mắc kê -nô. Kê, -cha -nô. kê cha nô, cứ niệm vậy cho sư. Ai muốn làm, làm, làm giặt, làm gì trong chùa là cứ mắc kê nô cho sư. Hiểu không? Đọc lại, mắc kê, -nô. Mắc kê, -nô. kê nô, kê cha nô. Đó cứ niệm vậy đâu ai biết mình niệm gì? Tưởng là niệm chú à? Đấy không Nếu mình niệm chú rồi đó, cứ lầm thầm mắc kê nô, mắc kê nô, tưởng là niệm cầu gì chú à? <laughs> nhưng, mà mình niệm để mình nhận, nhận cái tâm mình mất mơ tới mình đâu chứ mình niệm mà kệ cha đó, nó là quýnh mình chết à <laughs> mình mới đọc giống như bỏ dấu đi <laughs> giống như là không giống như câu chú gì đó đâu hiểu đâu Nó à, nhắm mắt lại trước mặt mình cái niệm là mắc kê nô mắc kê nô vậy đó nó tưởng chờ cái bà này mà luyện câu chú gì hay dữ rồi, nha. à nghe niệm xong cái mặt mình tươi rối à không sân không si gì hết á Nó à. làm thầm á theo hỏi ủa câu chú gì hay dữ vậy giống như ngày xưa mà sở lương hương á chuyên gia ăn trộm nghe ăn trộm tới mức độ người ta phong thành là là đạo sói sở lương hương chuyên môn đi ăn cắp của người giàu cho người nghèo nói chung là cũng có cái hành hiệp trưởng nghĩa vậy đó ăn cắp riết là ăn cắp vô tới các nhà của quan của vua luôn thế là lệnh uh, tri nã là cáo thị dáng tri nã khắp hết mấy anh hùng hảo hán đến thăm á trên đường đi vô chỗ mà sở lưu hương ở á, trên một cái chiếc thuyền ấy thấy cáo thị dáng quá trời tri nã quá trời mà đến thấy ổng ngọn tỉnh bơ ổng cầm cái quạt ổng quạt tới quạt lui ổng thanh thản lắm mấy người này nó ông luyện cái võ công gì mà hay dữ vậy ta mình chỉ cần một cái lệnh tri nã thôi mình thập phòng muốn chết ăn không ngon ngủ không yên rồi dòm trước ngó sao sợ quân lính dữ lắm mà ông này ổng ngồi tự tại quá cái rón rén rón rén hỏi ông chứ võ công gì mà mà luyện mà sao mà hay dữ vậy bình tĩnh quá vậy ông nói đâu có võ công gì đâu chỉ có năm chữ thôi cái người năm năm chữ gì không nói sao không? Năm chữ gì biết không? Chuyện gì đến, nó đến ơi, Có gì đâu mà lo Giống như mình cứ nhắm mắt lại Mình niệm mắt keno Mà tưởng đâu cái câu chú gì ghê lắm Mấy người đó mà họ thấy Họ thắc mắc họ hỏi Thì mình trả lời cho họ nghe luôn Là kệ cha nó Mặc kệ nó Không dính dáng người ta mình Đi chùa nên biết tự an Đi chùa hãy học đạo vàng như lai ai làm chi đó mặc ai mỗi người mỗi tật quan hài mừng chi bận tâm làm cái gì mấy cái chuyện đó đi chùa biết tự quy y tự mình quy y nghe tự quy y phật mà tự mình thôi đi chùa biết tự quy y trong ta có phật tuệ tri nhắc mình đó tự quy phật là trong mình có phật đúng không nè à, tâm mình mà sống thật thật nghĩa đi chùa thì như có phật ở trong tâm thôi À, tuệ tri nhắc mình khi lòng chưa thực lặng thinh lòng mình mà nó chưa có, 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 có thật sự yên á nó còn ồn ào á thì bao cái khổ chúng sinh vẫn còn cho dù có chạy lên non não phiền chưa dứt đời hoàng khổ đau nếu mà tâm mình mà chưa có yên tĩnh chứ thật sự mà lặng á thì mình chạy đâu nó cũng khổ đó cái dạng này gọi là cái dạng gì biết không Cánh vỏ dưa mà gặp vỏ dừa đó có nhiều người nó chạy vô chùa à, cho nó, nó, nó trốn khỏi cái phiền não nhưng mà vô đây nó cũng có phiền não phiền não khắp mọi nơi ăn thua mình phải biết tự tu tự mà an lấy trong tâm mình có phật rồi là mình tự mình sẽ rõ được cái vấn đề đó cho dù có chạy lên non não phiền chưa dứt đời hoàng khổ đau mình có chạy lên non mà cái tâm mình nó chưa dứt não phiền thì nó cũng vẫn khổ đau Tu lấy hỷ xã làm đầu Chuyện người thôi kệ Nhiệm màu phúc dây đó Chuyện người thôi kệ Hiểu cái chữ thôi kệ không Là mắc kê nô đó Hiểu không Có gì thấy cái chữ thôi kệ không Chuyện đời thôi kệ Là niệm dịp sư là gì Mắc kê nô Chuyện đời thôi kệ Nhiệm màu phúc dây Xoay ra lòng mãi lây hoay Nhìn vào thanh tịnh ta đây Phật về trong phiền não có bồ đề, à, cái phiền não nó hay lắm, phiền não tức bồ đề, cái phiền não mà mình tu chưa được thì nó là phiền não nha, khi chưa tu thì phiền não vẫn là phiền não, nhưng mà tu rồi thì phiền não tức bồ, bồ đề, Phật ra đời giữa cái tam giới bùng nhơ này chứ đâu, nếu mà Phật mà không thanh tịnh thì Phật không thành Phật được, Phật ra đời trong cái tam giới sanh tử này, phiền não khổ đau này, cho nên mới có câu là phiền não tức bồ Bồ Đề Trong phiền não có Bồ Đề Sát na tỉnh thức Cận kề như lai Vỗ tài Nghe Pháp là một nghệ thuật đó Cứ Nghe người ta xuống xề là vỗ tay liền Giống như trong à, à, là, 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 Nghệ thuật ca hát đó, chị. Thấy người ta xuống xề là vỗ tay đi Thôi thì hôm nay à, chúng tôi rất là quan hỷ vì lần đầu tiên được trở về ngôi chùa bào sen cái điều đặc biệt chúng tôi quan hỷ nhất là gặp lại người hàng xóm ni sư ở đây trước đây khi về chùa này để mà, 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 mà. hướng dẫn phật tử tu là ni sư có tu ở ngôi chùa tỉnh Sát ngọc hương mà sáng phương nó nằm sau lưng cái chùa tam phước đó. cho nên gặp lại người hàng xóm giống như mình đi xa mà gặp được người thân vậy đó quý vị mừng vậy lắm cho nên lên đây nó hơi tự nhiên chút Quý vị cũng quan hỷ cho Nhưng mà chùa già vậy đó. Vì vậy trước khi dứt lời Chúng tôi xin kết thúc Bốn uh, câu mà quý vị cần phải nhớ nghe Học Phật là để từ bi Chứ không phải để khinh khi sự đời Học Phật là để hiểu tình người Sẽ chia thương mến nói lời sáng trong Đọc theo bốn câu này đi. Học Phật là để từ bi chứ không phải để khinh khi sự đời. Học Phật để hiểu tình người. Sẽ chia thương mến nói lời sáng trong. Hay không? Vỗ tay đó. Vào chùa mình học Phật để từ bi chứ học Phật để rồi ngã mạng sân si linh đó khinh khi người này khinh khi người kia là không có được học Phật không phải như vậy học Phật rồi rồi, rồi để từ bi là thương hết giàu cũng thương nghèo cũng thương Thấy không thương hết mọi chúng sinh chứ không phải là cái dạng mà mà, mà 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 giàu cái mình thương nghèo cũng thương là không được không nên phân biệt sang hèn thấy người giàu thích thấy hèn thì khinh là không được cái này đó là rồi ăn tàu lao rồi người khó thì chẳng ai nhìn nhưng rồi vinh hiển chín nghìn bà con chín nghìn bà con <laughs> lúc mà nghèo khó mai nhìn mình mà khi vinh hiển là chín nghìn bà con đúng không cho nên là học Phật là để từ bi đọc lại chứ không phải để khinh khi sự đời học Phật để hiểu tình người sẽ chia thương mến nói lời sáng trong thì mới là học Phật nghe thôi thì hôm nay rất là vui à, trước khi dứt lời thì cho phép chánh định nói lời tri ân đến uh, ni sư trụ trì cũng là người hàng xóm của chúng tôi ở trong đồng Nai ra đây gặp lại À, và đặc biệt là tri ân tất cả các phật tử ở tại chùa bào sen này quý vị đã dành cái thời gian quý báu của mình đến đây để nghe chánh định chia sẻ giúp cho chánh định để thành hoàn thành cái nhiệm vụ à, bài pháp mà ni sư thỉnh chánh định về đây cảm ơn quý vị thật nhiều quý vị đã dành một cái thời gian thật dài ngồi liên tục mà không thấy nhúc nhích gì hết mà gương mặt thì như qua sen vậy đó à, cái nghệ thuật nghe pháp là vậy đó nghe ngồi mà nghe trụ bụ hoặc là nghe mà gục lên gục xuống là không được nghe mà phải tươi cười rồi cuốn hút giống vậy nè thì cái người giảng họ không thấy mệt mà thật sự chúng tôi cũng thấy mệt nữa rồi thấy thời gian nó hết rồi mới nghĩ chứ còn không giảng tới chiều á à. À, cho nên là chánh định được cảm niệm công đức của quý vị rất là nhiều à, cảm ơn quý vị đã giúp cho chánh định được à, hoàn thành cái nhiệm vụ đặc biệt này mà hoàn thành xuất sắc nữa đến chi phải không để lần sau ni sư thỉnh nữa chứ nếu không hoàn thành nhiệm vụ ni sư đâu dám thỉnh phải không À, quý vị giúp cho chánh định thật là nhiều cảm ơn quý vị chúc quý vị sức khỏe bình an thân tâm luôn được an lạc nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật